Bản tin dịch COVID-19 sáng 23 tháng 7 của Bộ Y tế cho biết có thêm 3.898 ca mắc COVID-19, trong đó riêng thành phố Hồ Chí Minh đã chiếm đến 3.302 ca. 3.898 ca mắc mới ghi nhận trong nước, trong đó có 191 ca trong cộng đồng, gồm thành phố Hồ Chí Minh 3.302 ca, Long An 223 ca, Đà Nẵng 47 ca, Bình Dương 37 ca, Tiền Giang 37 ca, Tây Ninh 36 ca, Đồng Nai 33 ca, Đồng Tháp 31 ca, Bình Thuận 23 ca, Bến Tre 20 ca, Ninh Thuận 19 ca, Phú Yên 15 ca, Hà Nội 14 ca, Kiên Giang 13 ca, Vĩnh Long 12 ca, Nghệ An 11 ca, Cần Thơ 10 ca, Trà Vinh 9 ca, Đắk Lắk 4 ca, Quảng Nam 1 ca, Lai Châu 1 ca. Việt Nam hiện đã ghi nhận tổng cộng 78.269 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.129 ca nhập cảnh và 76.140 ca mắc trong nước. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước của đợt dịch kể từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 74.570 ca, trong đó có 10.647 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Về tình hình điều trị, tổng số ca được điều trị khỏi là 13.421 ca, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 131 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO là 17 bệnh nhân. Tình hình tiêm chủng, đến nay tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.411.659 liều, trong đó tiêm một mũi là 4.077.099 liều, tiêm mũi 2 là 334.560 liều. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 trong các bản tin sau.